Đây mọi người ơi, thì hôm nay Dung sẽ ngâm là pha nước để cho mình ôm cái hạt mơ long đó. Thì ở đây nó sẽ có là hai nước lạnh, hai phần nước lạnh và một phần nước nóng. Nước nóng nấu trong bình ra luôn. Thì nó sẽ là ra nước ấm. Giờ mình sẽ đổ cái này vô. Đây là cái hộp mơ long mình đã phơi khô nè. Mình ăn mình lấy cái hộp của nó mình phơi khô. Bây giờ mình sẽ ngâm tới đây cho tới ngày mai. Đậy nó lại như thế này. Nếu ai không có nắp thì lấy cái mà bao màng bao hộp phẩm á, mình ngâm lại nha. Còn Dung thì ngâm ở trong cái hộp này luôn, nó có nắp. Dung xin chào tất cả anh chị em. Gieo nè, mình ôm nè. Thì cái cách ôm của Dung á, hôm nay là nó Dung để trong cái hộp như thế này. Đầu tiên là mình sẽ ngâm cái hộp mưa lông. Hôm bữa Dung ngâm á, là chiều Dung ngâm, tới qua ngày hôm sau á là bắt đầu Dung Dung đổ cái nước đó đi. Thì mình ngâm là cái nước hơi ấm ấm á, mình bỏ cái hộp mưa lông mình vô, hộp mưa lông vô, thì rồi mình xong mình đậy nắp lại, đậy cái nắp này lại. Đó, như thế này rồi để nó qua đêm, qua ngày hôm sau là bắt đầu Dung lấy ra và thấm cái tờ giấy lau miệng nè, thấm giấy lau chùi á cho nó ướt, rồi xong mình để cái hộp mơ lông vô, rồi xong mình sẽ lấy một tờ giấy ướt khác nữa mình đậy nó lại. Sau đó Dung sẽ lấy cái nắp này nè, mình đậy nó lại kín như vậy. Thì trong vòng á, qua ngày hôm coi chưa được 2 ngày nữa là nó nảy mầm rồi, công nhận rất là nhanh luôn. 2 ngày đã mình thấy nó nảy mầm rồi. Ở đây là ngày thứ tư nè. Rồi xong cái lạnh quá, lạnh quá thì Dung làm biến ra ngoài, mở trong nhà thì lại nó hẹp quá, mình làm không được, đem đất rồi vô nó dơ đó. Thì đây, qua ngày thứ tư nè nha, nó đã có cái như cái chậm, cái mầm của nó xanh xanh rồi đó. Thì hôm nay Dung phải bắt buộc phải đi mình phải đi để nó vô chậu như thế này. Đó, thì Dung thấy rất là lẹ luôn. Đó nè, cho mọi người xem nè. Đây là ngày thứ tư á, thứ tư mà Dung đã ủ nó bằng giấy ướt á. Nó nhanh ghê ha. Bây giờ đất đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô trong đây. Hai hộp cho nó chắc ăn ha. Đó, thấy không, cái nó lên rất là lẹ luôn. Phải nói là không biết phải trồng nó vậy hay không ta. Nè cái rễ nè, cái hàng lòn luôn á. Mình sẽ cho nó vô đây một cách rất là nhẹ nhàng. Đó, giờ Dung phải đổi tay mới được, tại vì cái tay mặt á nó cầm nó khó lắm. Phải cầm tay trái à, coi nè. Ôi da, đây. Đó, ôi trời ơi, công nhận là phải nói luôn. Cái này là hộp mưa lông mình mua mình ăn á. Mình ăn cái mình mua trái về mình ăn cái giữ lại hộp để trồng thử, ai ngờ đâu. Cái này á là mình để trong nhà rồi đậy nắp lại. Rồi trong cái giấy thì nó ẩm ướt nữa nên mọc nhanh. Còn khi mình cho ra ngoài đất á, thì bây giờ hiện tại giờ ở bên Pháp á, thời tiết rất là lạnh à, gió ầm ầm đùng đùng luôn, lạnh lắm, bên ngoài lạnh lắm, đang là mùa xuân mà lạnh. Vì mình cũng không dám để bên ngoài, mình đem vô nhà, mình ương, mình trồng xuống về xong mình đem vô nhà nè. Đó, thì nó sẽ như thế nào đây thì cũng chưa biết nữa. Sẽ để Dung sẽ quay cho mấy anh chị em và các bạn xem coi nó có lên hay không ha, hay là vài bữa nữa nó ngấm củ tỏi cũng không biết nữa. Đó, Dung cũng mới học thôi, mới học cách ương này thôi à, chứ hồi đó giờ đâu có ương cái kiểu này, toàn là làm cái kiểu mà hồi xưa giờ á, nghĩa là đào lỗ đất rồi xong mà chôn dưới thôi. Nó lên không lên thì tính sao. Đây,
thấy rất là hiệu quả luôn nha. Ha. Nói chung là hộp nào nó cũng lên hết trơn luôn á. Nó lên ngon lành cành đào luôn nè, coi nè, cái này nè. Wow, đã ghê không? Đây là ngày thứ tư nè. Dung ương thử coi nó như thế nào. Mình giờ mình ương xong vậy, mình bỏ vô đất, rồi xong mình đem trong nhà, rồi mình để nó lại cho nó ấm ấm á, tại vì sợ nó lạnh. Rồi sau đó thì coi nó có mọc lên hay không thì cho mấy anh chị em và các bạn xem nha. Bây giờ trời ơi nó gió, cho mình xem mùa xuân mà gió nè. Gió quá trời luôn, cái vườn của mình chưa có làm xong tới đâu hết trơn á. Mà đâu có đi ra ngoài làm được đâu. Đó. Nó lạnh quá nên nó nhán ra ngoài á. Quá trời không? Ngoài vườn nhiều hoa cúc, hoa đào vẫn còn nở. Hy vọng là năm nay có mưa lông ăn. Còn đây. Ba hộp đi cho chắc ăn. Đã ha. Đây nè các bạn ơi, cái mưa lông mình trồng nè, nó đã lên gì rồi nè, đã ghê không? Mình để ở ngoài luôn, nó hơi lạnh, nhưng mà mình lấy rồi mình che nó lại á, nó lên đẹp ghê không? Lên tốt ghê ha. Thì mình đợi cho vài ngày nữa mình sẽ cho nó ra cái chậu á. Giờ nó cũng còn yếu lắm. Mà coi như là cái cách mà ươm hạt kiểu này thì thành công rồi ha. Giờ mình đang chuẩn bị mình ươm hạt dưa leo. Đó, đã chưa? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại video sau. Hy vọng là khi mình bứng cái chậu, bứng cái này ra chậu lớn, nó sẽ tươi tốt hơn. Đó.